theo đánh giá của mình bạn vô cùng đặc biệt. Mình chia sẻ một chút là bộ môn trống được đến các nhà khoa học hàng đầu thế giới đánh giá là một trong 10 bộ môn khó nhất hiện tại. Các động tác vô cùng khó, bạn Nam Anh chỉ cần thực hiện trong một hoặc hai ngày thôi. Nhưng mà so với những cái người khác, thậm chí những bạn lớn tuổi hơn, ở tuổi sinh viên và ngay cả thậm chí lớn tuổi hơn nữa thì thực hiện có thể là lâu hơn một tháng hoặc hai tháng những cái kỹ thuật khó đó. Singapore Room Off 2019 sắp tới thì các bạn thí sinh ở các nước khu vực xung quanh Thái Lan, Malaysia và Singapore, thậm chí là Đài Loan và những nước khác, họ đã có những bước chuẩn bị từ 2 hoặc 3 năm rồi. Và mình thì bắt đầu tập trung cho bạn Nam Anh thì từ đầu tháng 10 đến giờ, trong một thời gian rất là ngắn, là để phải nói là quá ngắn để mình thực hiện cho cái cuộc thi đó. Chính xác là bạn mới chỉ có 3 tuần bạn tập cái bài để thi audition thôi. Thì mình thấy đó là một cái điều rất đặc biệt. Bạn đang thực hiện được cái niềm đam mê của chính bạn. Nếu mà bạn được tập luyện trong một cái môi trường như trung tâm GATE của chúng ta đang làm thì bạn sẽ được phát huy hết tất cả cái tiềm năng của bạn. Nam Anh học trống từ khoảng 4 năm trước đây thì cũng đầu tiên cũng chỉ là xuất phát từ một cái dịp rất là tình cờ. Gia đình mình không có ai trong ngành âm nhạc, công tác trong ngành âm nhạc cả. Thì cũng có thể là từ phía bản thân gia đình cũng chưa chắc đã đến thời điểm này đã có được một cái nhận thức và một cái sự tự tin nhất định về cái khả năng của con mình. Tại vì cái sự tự tin của gia đình, của bố mẹ và của Nam Anh đối bộ môn này thì nó chỉ được chính thức thiết lập khi mà gia đình nhận được cái thông báo của trung tâm GATE là đã nhắm Nam Anh vào cái chương trình đào tạo cái tài năng chuyên về trống. Nam Anh thì bị khiếm thính nhẹ và cái này là bẩm sinh. Khiếm thính ấy nó cũng ảnh hưởng phần nào đến cái tính tự tin của Nam Anh. Bạn ít có cái nhu cầu hòa đồng hơn. Thì cái môn trống, môn âm nhạc ấy là giúp Nam Anh đến gần hơn với các cái nhóm bạn của mình. Chắc chắn là đại diện cho gia đình của Nam Anh, đại gia đình luôn, là từ ông nội bà nội luôn đến Nam Anh là cháu đích tôn á, thì gia đình rất là cảm ơn trung tâm ghế. Cái cơ hội này mình không nghĩ là bé nào và gia đình nào cũng có thể nhận được. Cái rất hay của chương trình ghép là phát hiện ra được cái điểm mạnh của bé và tập trung phát triển cái điểm mạnh của bé để bé phát huy được tối đa cái điểm mạnh của mình. Nếu trước khi vào trung tâm ghép thì mình chỉ nghe nhạc, không đến theo bài nhạc. Sau khi đó thì mình đã có thể đọc bản nhạc rồi mình tự tạo ra cái câu để đánh. Mục tiêu của mình thì là mình sẽ được vào vòng chung kết của Singapore Drum Fest năm nay.